Do dịch COVID-19 nên nhiều nhà máy, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động dẫn đến lượng container hàng nhập tồn bãi tại các cảng. Tuy nhiên, cảng Tân Cảng Cát Lái đã đưa ra các giải pháp cấp bách nhằm duy trì hoạt động thông suốt tại cảng, giữ cho chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu không bị đứt gãy. Cụ thể, tăng tốc độ giải phóng container nhập ra khỏi cảng, khuyến khích khách hàng giao nhận tại Tân Cảng Hiệp Phước, Tân Cảng Sài Gòn miễn phí giao nguyên container cho khách hàng, miễn phí lưu bãi, miễn phí 24 giờ vận hành container lạnh, hỗ trợ thực hiện thủ tục sửa manifest, vận đơn đội cảng đích, bố trí tàu vào các cảng liên kết dỡ container hàng nhập, sau đó tàu về cảng Tân Cảng Cát Lái nhận container hàng xuất, giảm lượng hàng nhập khẩu có thể bị tồn lâu đưa về cảng. Song song đó, Tân Cảng Sài Gòn đẩy mạnh điện tử hóa quy trình thủ tục giao nhận hàng. Hiện lượng container nhập tàu vào Tân Cảng Cát Lái đang có mức giảm rõ rệt. Sau một tuần, sản lượng hàng tồn kho khoảng 85%, so với trước đây hơn 97%. Bãi cảng cũng đã bớt căng thẳng. Việc giao nhận hàng hóa cho các doanh nghiệp đang duy trì sản xuất được thuận lợi và tốc độ giải phóng tàu nhanh hơn.